Thảo xin cảm ơn quý vị đã không rời máy và để trở lại phần 2 của Dr. Jacqueline Thu Thảo Show trong chương trình Kem Chống Nắng ngày hôm nay, giúp cho quý ông, quý bà, những ai mà từ luôn cả những baby khi mà đi ra ngoài nắng thì quý vị cũng phải xài kem chống nắng cho con nít để mà giúp cho cái làn da của những đứa trẻ không có bị ánh nắng mặt trời hại tới. Thành thử ra do đó cái kem chống nắng này không phải là Thu Thảo chỉ có làm cho quý bà mà thôi. Nhưng mà chắc là Thúy Anh và quý vị cũng thắc mắc là tại sao quý ông không có nghĩ tới là xài kem chống nắng, đúng mà không biết em? Chị Dược sĩ Thu Thảo rất là fair đó, lúc nào cũng làm gì cũng nghĩ tới sức khỏe. Vì chương trình Jacqueline Thu Thảo Show là chương trình mà dành cho những ai quan tâm tới sức khỏe và vóc dáng sắc đẹp của mình thì có chương trình Jacqueline Thu Thảo Show. Chị thưa chị có nói là chị có sản phẩm chống nắng cho nam giới hay không, hay là một sản phẩm này đặt xài cho cả hai? Thì phải nói Thu Thảo cũng nghĩ tới rằng là thường thường nam giới á, họ không có thích bỏ những cái kem lên trên mặt của họ, mà nhất là có những cái mùi mà nước hoa thơm vân vân. Do đó Thu Thảo cũng nghĩ tới là làm một cái kem chống nắng cho những bác sĩ về da. Thì sau hơn 2 năm nghiên cứu và làm việc với những bác sĩ về da thì Thu Thảo cũng muốn làm một cái kem chống nắng vừa cho đàn ông, đàn bà, và nhất là những trẻ em mà từ 8 tuổi trở lên thì có thể xài cái chai kem chống nắng này. Và đặc biệt là cái kem chống nắng này nó vừa dưỡng da, do đó quý ông sẽ không có cần phải bỏ nào là kem dưỡng da lên rồi mới kem chống nắng. Thì trong đây vừa có collagen, vừa có những cái chất dưỡng da giống như cocoa butter, và đồng thời là nó không có mùi vị, nó không có cái mùi thơm khó chịu. Cái này là Thu Thảo bỏ là try là không có cái mùi thơm đó. Do đó so far là những bệnh nhân của Thu Thảo mà là quý ông có xài thử thì rất là thích. Dạ, nhắc tới cái collagen ở trong cái bộ sun cream này thì Thúy Anh nhớ lần trước là mình cũng có nói về cái clip lot có collagen là cũng là sản phẩm mới, đúng không chị? Nó ngoài trang điểm ra nó còn dưỡng môi nữa. Thì đây cái bộ này bây giờ hình như chỉ có nhiều màu hơn mà phải không chị? Tổng cộng là 6 màu. Tổng cộng 6 màu. Dạ. Thì thưa quý vị khán thính giả, cái môi mình hay làn da mình hay sức khỏe của mình, nếu mà mình chăm sóc, mình để ý tới nó mỗi ngày á, thì nó sẽ không có bị hư hại đi. Còn nếu một khi mà hư rồi, giống như mình bệnh rồi á, mình uống thuốc thì nó giống như phòng cháy hơn chữa cháy, chờ cháy nhà kêu cứu hỏa thì không tốt bằng cách mình phòng cháy. Thì sức khỏe và sắc đẹp của mình cũng vậy. Thì Dược sĩ Thu Thảo, ngoài những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, còn có những vấn đề giúp cho quý khán thính giả, quý ông, quý bà, đặc biệt là các quý bà thì có những sản phẩm làm đẹp như là bộ Hydrogen giúp cho làn da được trẻ hơn, tươi trẻ hơn. Thì cái bộ Hydroderm này là của công ty Hydroderm, nhưng mà nó là công ty duy nhất mà đã bán trên thị trường là 100 triệu chai trong suốt hơn 10 năm qua, và đồng thời là của bác sĩ Danny Petrasek độc quyền cho đài Set Home Shopping và Thu Thảo để mà chia sẻ tới cộng đồng Việt Nam. Và cũng trong suốt hơn 1 năm qua thì có rất là nhiều người sử dụng và trở lại và khen, và đồng thời là rất là thích cái bộ collagen serum này, tại vì họ thấy được cái kết quả trong vòng 3 ngày, 7 ngày là cái da mặt của họ sau khi bôi lên, sáng ra ngủ dậy là họ thấy nó căng ra và những cái vết nhăn nó đi từ từ. Nhất là đặc biệt cái chai Botox cho cái mắt, có rất là nhiều người, Thúy Anh phải công nhận là gọi vô và email vô nói rằng là họ bôi lên trán trên hai cái viền môi thì họ cũng thấy được cái hiệu quả của những cái vết nhăn đó, nó đi từ từ, do đó họ không có cần phải chích Botox nữa. Thành thử ra ngày hôm nay thì mình muốn gồm chung lại hết những cái sản phẩm mà Thu Thảo thấy được là mỗi một ngày Thu Thảo xài mà nó giúp được cho mình càng ngày càng trẻ hơn. Ai cũng khen là Dược sĩ Thu Thảo dạo này là thấy trẻ hơn lúc trước nhiều. Thì phải nói cái cây son lip gloss cũng là một trong những cái pha chế, cái suy nghĩ của Thu Thảo là tại vì người Việt Nam, và đồng thời là trong suốt hơn 3 năm qua quý vị đã thương mến Thu Thảo và đồng thời là có hỏi
Thúy Anh biết là mấy cô gọi vô nói rằng là dược chắc sĩ là Thu Thảo. Hỏi giống như Thúy Anh hỏi lần đầu phải không? Bộ chị bơm môi hả? Đúng không? Đúng. Hỏi là dược sĩ Thu Thảo có bơm môi hay không, có đi chích collagen vô môi hay không. Nhưng mà tại sao mà người Việt Nam mà lại có một cái cặp môi mọc như vậy? Thì cũng từ đó Thu Thảo mới đam mê rồi vô trong phòng lab mới nghĩ ra rằng là trong tất cả các loại lip gloss ai cũng có thể làm được, mình cũng có thể mua bất cứ nơi nào. Nhưng mà để làm một cây lip gloss mà đặc biệt cho người Á Châu hoặc là cho những người mà mong muốn được có một cái cặp môi thật là mọng, thật là xinh, thật là thước tha, mỹ miều, thì Thu Thảo mới nghĩ tới rằng là bỏ collagen vô trong cái lip gloss mà đồng thời là nó giúp cho cái môi nó căng ra, nó mọng ra. Thì Thúy Anh đã xài thử qua thì Thúy Anh thấy kết quả như thế nào nhỉ? Dạ thì lúc mà mình bôi cái đó lên thì nó ngay tức thời mình thấy cái môi mình nó perm lên, nó rất là căng ra. Thì với lip gloss này thì mình có hot lip ngay. Bảo đảm là quý vị sẽ mê liền đúng không Thúy Anh? Dạ. Và trở lại cái đề tài chính hôm nay là về da, thì có những cái suy nghĩ sai lầm khi nghĩ về xài kem chống nắng á. Thì có một số người nghĩ là tôi có dần làn da sạm đen rồi, da tôi sẫm màu và kem chống nắng á, thì nó không có làm da không có bị đen thì tôi không cần xài. Thì cái điều đó là sai lầm, vì kem chống nắng ngoài cái tác dụng là cho mình cảm thấy như được cái da mình nó mịn hơn chút xíu, trắng hơn chút xíu, thì nó còn có tác năng là chống những cái tia UVA, UVB là những kẻ thù của ung thư da hay làm cho cái da mình bị burn. Hoặc là có những cái trường hợp mà người ta nghĩ là chiều tối rồi không cần xài thì cũng không tốt, tại vì tia UVA thì nó hoạt động từ 8 giờ sáng tới khoảng 2 giờ chiều, còn tia UVB thì nó từ 2 giờ chiều cho tới tối về khuya. Đó là những khoảng thời gian mà UVA và UVB hoạt động, cho nên là mình phải nên xài kem chống nắng. Điều đó không có nghĩa là mình phải xài kem chống nắng 24/7, nhưng mà cái khoảng thời gian đi ngủ mình tắt đèn rồi thì mình không có cần xài, tại vì cái melanin nó cũng tiết ra trong ánh sáng, thì mình tắt đèn tối thì melanin cũng không có tiết ra nhiều. Và trở lại với sun cream của dược sĩ Thu Thảo thì là một sản phẩm kem chống nắng được làm từ thiên nhiên. Thiên nhiên và đồng thời là làm ở tại Mỹ trong phòng lab, trong cái pharmacy của Thu Thảo. Do đó Thu Thảo rất là hãnh diện là mỗi một chai kem chống nắng là bỏ hết bao nhiêu tâm huyết và bao nhiêu cái love vô trong cái chai kem chống nắng này để mà mang lại đến cho mọi người. Ngoài chống nắng ra, collagen sun cream nó còn giúp cho mình được, tại vì cái lớp kem chống nắng là sẽ cái lớp mình, nếu mà mình xài mỹ phẩm mình trang điểm lúc mình đi làm thì cái lớp kem chống nắng cũng là cái lớp mà mình bôi đầu tiên hết vào lông da. Thì cái collagen mà nó có ở trong cái sun cream này thì Thúy Anh nghĩ nó sẽ thẩm thấu và nó sẽ giúp được cho da, phải không chị? Bảo đảm. Thì Thúy Anh cũng đã bôi thử và đồng thời trong suốt hơn 6 tháng qua Thu Thảo cũng đã xài cái kem chống nắng của mình để mà biết được rằng là cái hiệu quả như thế nào và đồng thời là cần phải sửa chữa như thế nào. Thì do đó bảo đảm là mấy ông sẽ thích với cái chai kem chống nắng này, là tại vì có rất là nhiều người đàn ông họ nghĩ rằng là họ đâu có cần phải làm đẹp, nhưng mà khi mà mình lái xe mỗi một ngày đúng không Thúy Anh, buổi sáng mình đi làm rồi buổi trưa mình đi ăn lunch vân vân, thì mình cũng cần phải xài tới kem chống nắng để sao để giúp cho da mặt của mình không có bị ung thư hoặc là không có bị mâu nhăn già hơn tuổi của mình. Do đó Thu Thảo mới nghĩ tới là làm một cái loại kem chống nắng mà vừa dưỡng da có collagen thẩm thấu để mà giúp cho quý ông chỉ có cần xài một chai mà cũng đủ để mà giúp cho da, làn da của quý ông cũng đẹp ra. Dạ, mọi làn da đều có cơ hội bị ung thư, đều có khả năng bị ung thư, và mọi làn da đều cũng phải có cơ hội bị lão hóa. Cho nên collagen sun cream thì là nó có hai thành phần. Thứ nhất là chống lão hóa da, vì có collagen giúp cho da được trẻ. Và có sun cream thì chống lại tia UVA, UVB thì nó cũng phần nào ngăn chặn được cái cơ hội bị ung thư nó giảm đi, phải không chị? Đúng, đúng. Mà phải nói rằng là nhất là da của người Á Châu thì thường thường là mình có một cái chất melanin cao hơn là người Mỹ, và đồng thời là trong da của người Á Châu á, thì mình cũng có cái nồng độ collagen cũng nhiều hơn. Do đó có rất là nhiều người Á Châu khi mà về già thì nếu mà họ giữ đúng cách và đồng thời là đi theo những cái bước mà cần phải giúp cho làn da của họ
thì thường thường người Á Châu, Thu Thảo để ý, không biết Thúy Anh và quý vị có đồng ý với Thu Thảo hay không, người Á Châu, nhất là mấy bác về già, rất là đẹp lão nếu mà biết giữ cho làn da của mình. Thì phải nói thời giờ cũng có hạn, ngày hôm nay Thu Thảo chỉ chia sẻ tới đây, rồi mong rằng chúc cho quý vị luôn luôn có một sức khỏe tốt, có một khuôn mặt thật là xinh đẹp. Và đồng thời cảm ơn quý vị trong suốt thời gian qua đã coi show Dr. Jacqueline Thu Thảo trên đài SBTN. Xin Thúy Anh chào đến quý vị khán thính giả. Một lần nữa, Thúy Anh xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã để tâm theo dõi chương trình Dr. Jacqueline Thu Thảo Show. Mình chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, trẻ đẹp. Và đặc biệt trong chương trình này, Thúy Anh chúc quý vị khán thính giả luôn có một làn da tươi trẻ khỏe. Thu Thảo xin mến chào và xin hẹn gặp lại lần sau trong chương trình Dr. Jacqueline Thu Thảo Show hàng tuần. Xin cảm ơn.